Sau một ngày đưa vụ án ra xét xử và nghị án, tối qua 20 tháng 5, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Liễu, giám đốc công ty cổ phần GVA 5 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Vụ án thu hút sự chú ý của dư luận khi các đối tượng trong vụ án phù phép cho những doanh nhân dởm tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội đi Hàn Quốc rồi trốn lại đây. Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Mặc dù biết hành vi của mình vi phạm pháp luật nhưng do hám lợi, các bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Đối với số tiền các bị cáo đã trả cho người nộp, xét thấy những người này đều là người lao động, hoàn cảnh khó khăn nên không tiến hành truy thu. Thưa quý vị, sáng nay ngày 21 tháng 5, cử tri tại 159 đơn vị bầu cử thuộc 4 huyện vùng biên giới Nghệ An đã tham gia đi bầu cử sớm. Dù thời tiết nắng nóng nhưng ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại các khu vực bầu cử để làm thủ tục và trực tiếp tham gia bỏ phiếu. Tỉnh Nghệ An có 159 đơn vị bầu cử với 207 khu vực bầu cử bỏ phiếu sớm trên địa bàn 4 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông và huyện Quế Phong. Đây là những địa bàn đặc thù giao thông đi lại khó khăn, thậm chí có những khu vực không có điện lưới, sóng điện thoại. Mục đích bỏ phiếu sớm là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác báo cáo, tổng hợp và xử lý kết quả bầu cử ở các khu vực này được thuận lợi, tạo sự thống nhất, đồng bộ trên cả tỉnh. Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, trong suốt quá trình tổ chức bầu cử, tổ bầu cử sớm đã thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thông tin từ cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội vừa diễn ra sáng nay, huyện Thạch Thất đã báo cáo về một trường hợp dương tính mới phát hiện trên địa bàn. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Ngọc Anh nhận định hiện Hà Nội vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh, tuy nhiên nguy cơ lây lan dịch bệnh ở thành phố vẫn ở mức cao bởi chủng virus gây bệnh tại Hà Nội là biến thể kép ở Ấn Độ có tốc độ lây lan nhanh. Bên cạnh đó, nhiều công nhân làm việc tại Bắc Giang và Bắc Ninh nhưng cư trú trên địa bàn Hà Nội, do vậy vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Theo Chủ tịch Trung Ngọc Anh, hiện thành phố còn 44 điểm phong tỏa với trên 24.400 người. Việc phong tỏa được thực hiện một cách linh hoạt, phong tỏa rộng để xét nghiệm sàng lọc, đánh giá nguy cơ, sau đó thu hẹp quy mô phù hợp với tình hình thực tế nhưng kiểm soát chặt chẽ khu vực phong tỏa. Do vậy, người đứng đầu chính quyền thủ đô nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong những ngày tới đó là tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tại các điểm bầu cử, đặc biệt trong trường hợp tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà hoặc khu cách ly tập trung và phong tỏa. Lấy mẫu xét nghiệm trước và sau cho thành viên tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ. Là địa bàn trọng điểm của dịch COVID-19, với tình hình như hiện nay, tỉnh Bắc Giang xác định tổ chức bầu cử trong điều kiện có dịch. Đến thời điểm này, các phương án chuẩn bị cho cuộc bầu cử thực hiện giãn cách vào ngày 23 tháng 5 đã sẵn sàng, đáp ứng cho việc thực hiện quyền công dân của hơn 1,4 triệu cử tri. Là khu vực bị phong tỏa, thị trấn Nánh, huyện Việt Yên, có số lượng công nhân tạm trú đông, số cử tri biến động liên tục. Tại đây sẽ phải thực hiện quy trình bỏ phiếu theo quy định nghiêm ngặt về phòng dịch. Ủy ban bầu cử thị trấn đã tăng cường tuyên truyền để cử tri hiểu và nâng cao trách nhiệm của mình. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền rộng rãi lên hệ thống âm thanh. Thứ hai nữa là tất cả là tập trung khẩu hiệu băng rôn và tuyên truyền lưu động. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Bắc Giang đã thực hiện cách ly y tế đối với 92 thôn, tổ dân phố, giãn cách xã hội 28 xã, phường, thị trấn, 15 thôn, tổ dân phố, cách ly xã hội 4 huyện là Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Nam, giãn cách xã hội thành phố Bắc Giang. Cái việc mà tiến hành bầu cử thì cũng đã tính đến những cái phương án cho cái khu vực mà bị cách ly, khu vực đang giãn cách xã hội, khu vực phong tỏa và cho những cử tri mà nằm trong khu cách ly cũng như khu vực giãn cách. Thì ngoài cái hòm phiếu chính tại cái địa điểm bỏ phiếu thì cũng sẽ có những cái tổ thành viên tổ bầu cử để mang hòm phiếu phụ đến những cái địa điểm mà cử tri không thể ra khỏi khu cách ly thì vẫn có cái thực hiện được cái quyền bầu cử của mình. Đến thời điểm này, tại 1.948 khu vực bỏ phiếu của tỉnh, kể cả các cơ sở cách ly tập trung, đã được tập huấn xong phương án phân luồng, khoảng cách giữa các cử tri khi bỏ phiếu, chỗ ghi phiếu, bảo đảm khoảng cách phù hợp. Tỉnh Bắc Giang cũng đã hoàn thành xét nghiệm COVID-19 cho 100% thành viên các tổ bầu cử. Xác định việc cung cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Để góp phần chuẩn bị cho ngày hội toàn dân này, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc lập và thực hiện kế hoạch phương án cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục trong thời gian diễn ra bầu cử tại 21 tỉnh thành phía Nam. Kiểm tra, sửa chữa lưới điện, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hệ thống thông tin là những hoạt động được tăng cường tại hầu hết các tỉnh thành phía Nam trong thời gian vừa qua. Đây là công tác được Tổng công ty Điện lực miền Nam triển khai để đảm bảo ổn định nguồn điện trong thời gian diễn ra bầu cử sắp tới. Bên cạnh đó, các công ty điện lực phối hợp với các cấp chính quyền tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai phương án bảo vệ an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng, đảm bảo nguồn diesel dự phòng khi có sự cố. Phải tận dụng được cái công nghệ mang lại thì chúng tôi sẽ kết hợp các thông tin SCADA với cái công nghệ về thông tin từ các reloader của tất cả các nhà máy, các trạm biến thế, thì từ đó để làm sao cho tất cả những điểm nút trên hệ thống là phải có cái thông tin để từ đó mình phục vụ cái điều hành để làm sao cho khách hàng chất lượng điện được ngày mặt tốt hơn. Một mặt nữa thì chúng tôi bên nội bộ chúng tôi sẽ tăng cường đầu tư các công nghệ thông tin vào cái trong cái phần mềm quản lý kỹ thuật cũng như quản lý kinh doanh để chúng tôi kết nối hai cái phần mềm này lại, từ đó thì cái thông tin cho khách hàng nó sẽ được chính xác và kịp thời. Trong thời gian vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để tăng khả năng quản lý cũng như kết nối với khách hàng thông qua các ứng dụng phần mềm. Qua đó, nhanh chóng phát hiện sự cố tại các trạm, nâng cao chất lượng cung cấp điện. Khi mà đưa vào điều khiển xa các thiết bị trên cái lưới 110 cũng như là trung thế đó, thì nó mang lại rất là nhiều cái hiệu quả. Cái thứ nhất là nó tăng cái độ tin cậy cung cấp điện. Qua cái việc là phát hiện nhanh cái sự cố và cũng như là chuyển đổi cái lưới điện khi cần thiết công tác, nó làm giảm cái thời gian cũng như là cái số lần mất điện ở trên lưới. Về cái thứ hai là nó nâng cái chất lượng cung cấp điện cho khách hàng qua cái chuyện là mình kiểm soát được cái điện áp cũng như là giảm cái tổn thất điện năng. Trên địa bàn 21 tỉnh thành phố phía Nam có tổng cộng 22.637 điểm bầu cử, trong đó có 8 điểm bầu cử sớm vào ngày 20 tháng 3 tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép bầu cử sớm như Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang. 1.047 điểm bầu cử nằm sát biên giới với Campuchia có khả năng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, công ty điện lực sẽ xem xét bố trí tăng cường lực lượng bảo vệ, tự vệ, thanh niên xung kích ứng trực trước, trong và sau ngày diễn ra bầu cử để góp phần cho một kỳ bầu cử an toàn và thành công. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh hiện ghi nhận 6 ca nhiễm và ghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, trong đó 5 ca được xác nhận và 1 ca đang chờ kết quả chính thức. Tuy nhiên, công tác khoanh vùng đều được gấp rút thực hiện ngay khi có kết quả lần 1. Có đến 12.000 người liên quan được lấy mẫu và đã âm tính. Đáng chú ý, thành phố hiện đang tính đến phương án đóng cửa các hàng quán ăn uống, quán nhậu để phòng dịch trong cộng đồng. Tính đến sáng nay 21 tháng 5 thì thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành phong tỏa đến 8 địa điểm nằm ở các quận như là Gò Vấp, quận 3, quận 7 và thành phố Thủ Đức. Đây là địa điểm liên quan đến 3 ca nhiễm được ghi nhận ngày hôm qua và 1 ca nghi nhiễm vừa được HCDC thông báo vào sáng nay. Điểm đáng chú ý là tất cả các ca F0 đầu tiên trong cộng đồng cái giai đoạn này đều đã có triệu chứng và những người này đã đi khám ở các phòng khám tư nhân, sau đó được chuyển sang bệnh viện Phạm Ngọc Thạch với những cái triệu chứng về bệnh hô hấp cũng như là những tổn thương phổi. Từ đó thì ngành y tế mới thực hiện cái việc xét nghiệm mẫu SARS-CoV-2 và cho kết quả dương tính, sau đó tiến hành khoanh vùng, truy vết. Điều đáng lo ngại là những cái ca bệnh này khiến cho một số phòng khám tư nhân đều đã phải tạm thời phong tỏa, hoặc là nơi ở của những người này cũng đều là những cái khu chợ. Với cái mức độ nguy cơ cho cộng đồng cao như vậy thì hôm nay trong cái buổi họp ban chỉ đạo phòng chống dịch thì Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong đã đặt câu hỏi với đại diện các quận huyện đang có ca bệnh lưu hành rằng có nên đưa ra quyết định tạm dừng hoạt động của các quán ăn, quán nhậu hay không. Thì đại diện quận 3 và quận Gò Vấp đồng ý đề xuất tạm dừng và đóng cửa tất cả những cái quán nhậu, quán ăn trên địa bàn. Bởi vì có một cái thực tế là khi cơ quan chức năng đi kiểm tra cái việc mà tập trung quá trên 30 người và các hoạt động ăn uống không đảm bảo thì sẽ có cái hành vi đối phó. Ngay khi cơ quan chức năng vừa đi thì cái hoạt động này lại được kéo dài đến tận 11 giờ đêm. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì tất cả các quận huyện cũng đang tiến hành thực hiện lấy mẫu với những người đến từ các vùng dịch trên cả nước như là Hà Nội, Bắc Giang và Bắc Ninh. Công việc này đã được diễn ra khẩn cấp từ tối ngày hôm qua khoảng 22 giờ. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin về tình hình dịch tại thành phố Hồ Chí Minh trong những cái bản tin tiếp theo của chương trình.
Liên quan đến nguồn vốn 2.800 tỷ đồng để bảo trì đường sắt đang bị tắc nghẽn do cơ chế, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải chịu trách nhiệm đặt hàng công tác quản lý, bảo trì đường sắt năm 2021 với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trước ngày 24 tháng 5. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đảm bảo thông suốt, an toàn. Những năm trước đây, Bộ Giao thông Vận tải giao dự toán ngân sách bảo trì đường sắt cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ. Tuy nhiên, từ năm 2019, đơn vị này chuyển sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, nên Bộ Giao thông Vận tải không được tiếp tục giao vốn ngân sách. Việc chậm giao vốn bảo trì đường sắt từ đầu năm 2021 đã khiến hàng nghìn lao động đường sắt bị chậm lương. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất giao vốn cho Cục Đường sắt là cơ quan trực thuộc Bộ và Cục sẽ ký hợp đồng với 20 đơn vị bảo trì là công ty con của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, mùng 1 tháng 7 tới đây, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện lắp camera trên xe khách, xe đầu kéo. Việc lắp camera cho khoảng 200.000 xe khách kinh doanh vận tải theo tuyến cố định từ 9 chỗ trở lên và xe đầu kéo trên toàn quốc đang gây nhiều tranh cãi bởi sẽ tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp vận tải khi họ đang gặp nhiều khó khăn trong dịch COVID-19 hiện nay. Dù đã lắp camera giám sát trên xe khách của mình cách đây 2 năm, thế nhưng doanh nghiệp vận tải này phải thay thế hệ thống camera giám sát mới theo yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để đảm bảo thống nhất trong truyền dữ liệu. Theo tính toán, mỗi xe khách 30 chỗ như thế này phải lắp 4 camera giám sát, tương đương 12 triệu đồng và cộng thêm 80.000 đồng một tháng cho chi phí truyền tải. Trong thời điểm khó khăn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, chi phí cho camera đang là gánh nặng cho doanh nghiệp. Với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra càng ngày phức tạp, và thứ nhất là ngành dịch vụ lại thật sự đang rất là khó khăn. Trong lúc dịch bệnh như này thì đơn vị cũng gặp nhiều cái trở ngại về vấn đề kinh phí. Phía Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng đã gửi đơn xin lùi thời hạn lắp camera trong giai đoạn này. Tuy nhiên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã không đồng ý với lý do đây là yêu cầu bắt buộc của Nghị định 10 và lắp camera nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Quy định này nhằm mục tiêu là giám sát cái hành vi của người lái xe ở trên xe và giám sát cái khoang hành khách rồi cửa lên xuống để đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự ở trên xe. Đối với những nhà xe có sở hữu đến hàng 50 hoặc 100 chiếc xe thì đây là một khoản đầu tư vô cùng lớn. Và có thể là nó sẽ gây ra cái chuyện phải tăng mức giá vé vận tải, vận chuyển hành khách và hàng hóa. Các chuyên gia cũng cho rằng trong tình cảnh vận tải đang lao đao vì dịch COVID-19, Tổng cục Đường bộ nên chọn một thời điểm thích hợp hơn để bắt buộc lắp camera. Hơn nữa, sau hơn 2 năm bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình GPS, hiện có đến gần 50% thiết bị này trên xe khách không hoạt động. Nên chăng phải đánh giá lại việc yêu cầu tiếp tục lắp đặt thiết bị công nghệ trên các xe kinh doanh vận tải bởi hiệu quả quản lý, giám sát còn rất thấp.